Hợp đồng mua sắm của huấn luyện viên Ten Hag tại Manchester United đã bao gồm 16 cầu thủ với tổng chi phí gần 500 triệu đô la Mỹ kể từ tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, sự lựa chọn cầu thủ và lối chơi của ông đang đối diện với những thách thức đáng kể. Mặc dù được ban lãnh đạo câu lạc bộ trao quyền lực lớn trong việc kiểm soát chính sách chuyển nhượng, Ten Hag đã không tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong lối chơi của Manchester United. Ban đầu, ông được kỳ vọng sẽ đưa ra một lối chơi áp đặt theo tư duy bóng đá Hà Lan nhưng đội bóng không thể hiện điều này và đang trải qua thời kỳ khó khăn với nhiều trận thua. Carragher cho rằng Manchester United cần thấy sự khác biệt so với các đội bóng trước đó, nhưng hiện tại, họ chưa làm được điều đó. Với dấu hiệu của sự sa sút trong lối chơi và vị trí xếp hạng thấp hơn, Ten Hag đang phải đối mặt với áp lực lớn để cải thiện tình hình. Huấn luyện viên người Hà Lan đã đưa Manchester United về thứ ba ngoại hạng Anh và trở lại Champions League sau một mùa giải thất bại toàn diện trước đó, nhưng hiện tại, ông phải tìm cách giải quyết vấn đề lối chơi không hiệu quả và kết quả kém cỏi tất cả những điều này đặt ra một thách thức lớn cho tên hag trong việc cải tổ và đưa manchester united trở lại đường đua danh hiệu